Hey, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình trở lại đây. Mình đi làm suốt à, mà dạo này mình đưa cam cho Khanh đi sang video luôn. Mình không có thời gian. Đây là một cái ca nước Khanh đã chuẩn bị cho hai anh em mình để uống đỡ tốn tiền. Khanh đây đổi nón rồi. Nay mình lại mướn Grab đi bắn chim nha anh em. Thì vì tiền bạc thì không có chứ Grab này chở ghi nợ được. Rồi anh em tất cả hai anh em mình lên đường nha, tất cả anh em đón xem hai anh em mình đi sang đây có gì không nha. Rồi đi cái đây. Rồi một đống lông luôn. Bye bye. Lúp B. Ê trời. Trúng rồi ba. Trúng vô lưng rồi mà. Coi có gớt không? Vai tính bơ gớt gì. Khuất mất cái đầu luôn rồi. Trúng vô lưng cái bụp rồi đó. Phê rồi đó. Gọi. Em ơi, mình phát hiện một con cò đó. Tàu bắt sát bên luôn anh em. Đây qua đó chắc cỡ 5 mét không anh? Đo ngàn câu tới không? Đưa ngàn câu tới là biết rồi. Ê. Gớt. Ê nó còn lội kìa. Rồi. Chết rồi đó. Thì sao qua nè. Đi đằng đây nè. Thì có cái cây luôn anh em ơi. Dít. Dít. Đây. Còn thứ hai. Hôm nay mình bắn không có cò lớn, cò nhỏ gì không nè. Chết luôn cái gì hả? Lâu chứ ba, trời ơi, bự chứ hả? Ôi ơi chúng. Rồi, nè nè, xíu em hả nè. Ôi ôi nó bự không nội thôi. Ôi nặng vậy. Chạy ra đi núp ba. Trời ơi chúng đầu luôn anh em ơi, chúng đầu mấy anh mình nha, máu đây, nha. Đây thằng nhỏ. Lên lượm chim, lượm chim. Thằng nhỏ lượm chim nha. Lượm chim. Trời ơi con cò đó nặng nội ơi. Con cò tàu lao nó đậu không biết làm sao mà bắn được nó luôn. Bự lắm Khanh ơi. Ơ là nó chạy ra ngoài bắn được á ba. À nhìn cái đùi nè. Cái tay dính máu rồi. Thôi, tiếp tục bự xuống bự. Tôi bóp ké rồi. Ý sướng. Tôi bóp nãy giờ rồi. Của tôi mà sao không bóp? Tôi lượm chiêu tôi được bóp trước ba. Ôi chơi xấu. Đây nè. Kìa đó anh em, hồi sáng giờ mình bắn cũng có trúng anh em nhưng mà nó không có đụng được. À mình đi tiếp nha. Cậu là đưa mặt lép. Bắn luôn. Đó nó quay vào đó. Hồi nãy bắn con nãy hả? Không, con kia. Đọc cái tài. Nay bắt tôi bắn cò lép phải không trời? Thì ơi, nhả cò lép. Ê nha, hôm sáng giờ bắn hơi nhiều cu, tôi không có quay nha bầu tèo. Nhả cò lép. Tới không? Khanh cò lép. Bậy à. Nó đằng đó kìa. Trời ơi, đưa cái đầu lại là thấy không khoái rồi. Lép xẹp. Trời ơi, móc hay lên, dưới móc ta. Rửa tắm đó. Ui.
giỡn hoài coi coi chơi kìa, chơi kìa, coi kìa, coi nè em hết nói nổi không. Hồi sáng giờ bắt mình bắn cò léo coi anh em. Nè mình bắn ngay trực diện luôn, ngay cổ luôn. Một con nữa nha. Bắn bắt mình bắn cò léo không à. Trời đất, thì kiếm nó cò bợ chà bá nện nè. Ông bắn nha. Rồi anh em mình đi tiếp nha. Cái có cái đi bắn là đỡ ngứa tay rồi anh em ơi. Đợi nó kêu xong đi ba. Đợi nó biết gì nào. Có chừng nó gị con cu của ông á. Mất con cu của ba. Con đừng nó gị con cu của ông á. Cu của tôi bắn. Ê, canh mới hạ nha anh em. Bị quá không à. Rồi anh em mình đi tiếp nha. Rớt rớt. Còn có con kia bay rồi. Con kia. Một con nha anh em. Hai con. Xuất sắc. Chạy kìa. Tài, bắn viên đạn sớt cái đầu luôn. Nó bay đó. Trời ơi nó bự. Rồi. Không sợ nó bay quá lụm được nó bay. Trời ơi. Trời ơi nó bự không nổi rồi. Rồi ông giục xuống nữa hả? Còn đất ơi. Sao nó đứng đó? Em ơi. Thấy con nó đậu cho nó dòng mướp nè cha. Con cha con. Trời ơi, cu đất nó nặng, ông cầm thử coi ông canh. Ôi trời. Trời ơi. Anh hại hai con chỗ luôn nè. Trời ơi. Cái viên đầu trúng ở đâu mà sao nó lết không vậy? Chết ngang luôn hả? Dạ. Trời ơi, viên đầu lọt nách nè. Trời ơi. Viên đạn ở chung trống hả? Dạ. Viên sau vô đít hay gì nè. Đây nè, viên sau vô nè. Viên đầu lọt nách nè. Trời ơi, nó bự. Nè, viên đầu nè. Đã. Ông nhổ lông nó luôn rồi đó. Nè, hai con. Dục đi ba. Úi. Rồi tiếp tục anh em ơi, hai con luôn. Vô. Ngân, bạn tôi. Ê. Hello. Khỏe không bạn? Ê, mày lủi vô đó sao? Tôi dứt được. Rồi lấy càng câu đằng đây nè cha ơi, đây lấy càng câu dít tới nãy đâu hả? Cạn queo. Ừ nè cạn nè. Ôi bên đây nhả bắn còn lép không à, anh em ơi. Khanh mới vừa làm cu đất mình rồi. Xịt nước không. Ôi bạn tôi, cho nay tôi bắn toàn cái này không vậy. Viên đầu vô ức. Còn nhảy qua anh kia anh cái nữa. Thôi con đó anh em ơi, vô. Quá thiệt vời anh em ơi. Rồi Khánh đâu rồi? Rồi tiếp tục nha anh em. Chết. Tung rồi. Rớt lòng đó. Trời ơi, cu đất bay luôn rồi. Trời ơi trời. Cũng đóng lông luôn vậy anh em. Đi đến đâu chết trời. Chuột cổ, viên đạn nó vô cổ á. Chuột cổ nó quay, chuột cổ nó lại. Trời ơi. Làm đó. Tôi xuống bắn chim sâu à. Ý đừng anh em ơi.
Trời đất thánh thần ơi. Thấy rồi, muộn rồi. Hai đứa anh con, hai đứa anh con anh em. Nè, cho nè, giận rồi. Rồi đi tiếp anh em ơi. Má dây điện nữa ba. Chết. Nhả nhả. Ghê. Ghê nhả. Kìa 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 kìa. Đó 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 đó. Nó bay mự. Nó còn được. Dưới này em ơi. Nó bay hết được rồi. Ê, 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 trời 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 trời. Nè nè. Chạy má ơi. Được chết rồi. Kìa kìa. Con mẹ đứng kìa. Ô, mẹ lượm chim mà. Dắt dắt nhỏ đi theo lượm chim mà nó bắt mình lượm không à, gượt thấy bà nội luôn vậy. Rồi để mình ra gặp nhã nha. Ông chạy còn ông đây bay hết trơn luôn nè, chứ không lẽ bỏ con này. Rồi không lẽ bỏ con này. Ờ anh em, mình gục rồi, mình bắn hết nổi rồi. Mình đi mình đi làm không gài thua rồi. Để nhìn hai cái tô bự quá. Này, nay đi bắn đi tới giờ này mình mệt quá rồi. Đây Khanh đây. Khanh mới hạ nha. Rồi mình số lượng cò mình bằng nhau chưa? Cần cái đi. Cần cái. Chứ tôi là 4 con cò lép rồi đó. Số lượng cò của mình hiện tại là gác Khanh nha anh em. Khanh hình như mới có 2-3 con gì à. Thôi mình tiếp tục nha. Nhịp rồi kìa. Gửi đâu nữa. Để nó còn nằm đó. Thấy không? Tiếp nó chết đi để. Đâu? Tôi hết thấy nó đâu luôn rồi ba. Dính queo rồi còn sợ nó chạy. Mày chán sống coi đẳng cấp mày. Lâm. Không coi tao cái gì hết. Mày thấy tao buồn ngủ và tao mệt mỏi mày. Nó chạy, nó còn sống nữa. Nó chạy là cái chắc rồi. Không được rồi, lúng quá à. Bắn vô nó chết đi cha. Nó lượm chim không nữa bay. Chắc muốn bỏ nhà quá. Trời ơi, để đóng lông nuôi cơ nữa kìa. Mày chạy nữa đi. Theo khóa không à. Ba viên. Lúng quá, tôi tính lụm nó rồi. Con này anh em. Khanh làm gì Khanh? Bành chim hả Khanh? Bành chim. Đây gọi là bành chim nha anh em. Thôi tiếp tục anh em ơi. Đang ăn qua phải miếng rồi. Con gì kêu đắng kìa. Ủa nó bay hay gì ta? Tôi mới thấy con gì bay. Mày tôi thấy ông tán ngay đầu hay gì mà.
Ôi bay nè, bay nè, bay nè, bay nè. Ngôn ngữ của cô vậy hả? Ôi nó bay nè, không biết túng cái gì luôn. Hay nó xỉu rồi ba. Còn nữa nè anh em. Sao không xin nhê giấy tờ hả? Rồi, tiếp tục anh em ơi. Đúng anh em, xịt cứt luôn kìa. Gì mai tính bơ hả? Ừ. Đi quay nha. Quay Khanh bắn cùng nói anh em. Quỷ là đã đủ yêu rồi. Cất đạn cất làm trời dữ lắm rồi nha. Đừng bắn xuống bình điện là được. Hai cục lông thấy không? Thấy. Vậy không á. Nè hút tiếp đi. Mấy cái cu xanh hả? Ở đâu ra hả? Trời ơi. Ôi em vô luôn bắn mình luôn ba. Đâu thấy nó đâu. Trời ơi. Ồ, cu xanh đâu xứ này vậy? Trời gạo cu xanh luôn nha. Ôi. Mình mới thấy nó bay bay. Trời ơi nó bự. Rất ngọt máu, nha. Máu cầm ơi. Ui trời luôn rồi chết luôn rồi bự gì hả trời ơi ôi bóp bóp đó rồi nó đậu trên tao vừa kìa ôi đã vậy hồi nãy tôi bắn là tôi nghi nó rồi tôi thấy nó đưa cái đầu lên trời ơi chạy gạo cu xanh rồi Khanh hạ cu xanh nha anh em không có cảnh gớt nhưng mà rất tuyệt vời anh ấy đã lâu rồi không có bắn được cu xanh có mà bắn đâu lạc lõi con trời mình đứng ngoài bắn phướng trời ơi vô đây gình tẻm cu xanh luôn cu xanh mà không bập ba ơi xù luôn đích luôn rồi một phát một ngay đất chết luôn ba ơi ừ đã sáng giờ hai anh em mình được 6 con cò với con cu xanh con cu đất rồi tiếp anh em ơi được. Chào tất cả anh em nha, hơi tối tí. Hôm nay mình cũng lấy ná của Khanh bắn tiếp thôi. Giờ mình sẽ tổng kết thành quả của mình với Khanh đi hôm nay cho anh em xem. Khanh đang chất ra nè. Đó, một thao luôn nha anh em. Một thao luôn. Một thao luôn mới chịu à, dung luôn. Đây là những con hàng to. Cu. Cu chim. Đó, bên kia là đồ mini. Nhỏ nhỏ. Qua tài. Rồi, mang hàng lớn ra đi. Khanh này quá tài đen rồi Khanh ui. Quá trời luôn rồi. Nó mùi lạnh. Đây, hàng lớn. Đây, con cò lớn. Một con nữa nha anh em. Đây cũng là cò nha anh em. Cò nha, cò đang quang à. Cò này đa số rồi. Mình bắn không đó. Nhà bắn hết luôn á. Ghê chưa anh em. Mình bắn cỡ đó con. Ba cái quỷ này nó bự dễ bắn anh em ơi. Mục tiêu nó lớn mình dễ bắn. Mình bắn mấy con này nè. Nó quay lại là y như là bắn lưỡi lam luôn á. Bắn lưỡi lam cho anh em coi luôn nha. Nhiều lắm anh em ơi. Hôm nay quá trời luôn. Có con cu xanh là không quay được thôi. Vậy với cu dằn mình ít có quay đó anh em. Tại vì thứ nhất á, là nó gần một cái nữa là nó khuất thì nó đứng trên đọt thanh long đồ này kia thì mình bắn quay nó cũng không có rõ ràng cho nên mình không có quay mình chỉ quay được những con cu dằn trên cao trên dây điện rồi thôi thì hôm nay anh em mình đi được như đây chắc cũng nhiều rồi Khanh chắc cỡ gần 2 kg chim không gần 2 kg luôn mà mình đi làm suốt rồi thì bắn không nổi mệt quá quá là mạnh luôn anh em chắc mình phải nghỉ ngơi vài bữa anh bắn lại mới được cầm cái đá mất cảm giác hoàn toàn luôn rồi anh em yêu mến mình với lại thích kênh của mình thích những cái video của mình ra thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em có clip sau của mình bye bye nha bye bye anh em.